Xin Xin chào, chào. kính chào cô dì chú bác anh chị em và các bạn. Hôm nay hai ông xã hai chồng mình á làm cái video này á, tại hôm nay có một người bạn cũng bằng tuổi ông xã mình ở Tulu hả ba ha, đi xuống thăm bạn rồi hai người nói chuyện, rồi mình làm bữa Nói giấy cơm tàu cho bạn giấy tờ, hai người hỏi ý kiến nhau về giấy tờ, rồi coi như hôm nay với mình chỉ có làm một bữa cơm đạm bạc của gia đình, coi đơn giản có gì hai giờ hai chồng với người bạn ăn, quay cho các bạn để các bạn biết cuộc sống của những người lớn tuổi nghỉ hưu ở ở Pháp sống ra làm sao nha. Hello, là tôi là Dũng, bạn của Robert. Từ tôi lưu xuống đây để làm giấy tờ, nhờ Robert làm chạy dùm giấy tờ này kia, sẵn bữa nay ăn bữa cơm ở nhà gia đình với gia đình gì đó. Xin chào cô chú với các bạn. Vừa rồi ông bạn ông xã mình với người bạn ăn cơm xong rồi anh Dũng bạn của ông xã mình nhờ ông xã mình dẫn đi làm một số giấy tờ khai thuế đóng thuế về nhà hàng của anh Dũng, tại vì ảnh có một cái nhà hàng ảnh cho cái người nước ngoài mướn á, rồi thành ra coi như mỗi một tháng ông xã mình giúp ảnh làm giấy tờ cũng như khai thuế đóng thuế rồi nói chuyện với mấy người mà mướn mướn nhà hàng á, trả tiền sao rồi đó. Đây cái phòng của mình ông xã mình đi rồi thì chưa biết là công việc hoàn tất tốt đẹp hay không, có gì lát thì mình hỏi ông xã rồi cho các bạn biết ha. Còn cái phòng này với lặng hôm nè, cái nền cũ á, ở đây nó hơi đậm, rồi ông xã mình á ông nói mà mấy người ổng có máu người Tây của ổng mà, thành ra ổng thích cái màu trắng, ổng nói cái màu cũ cũng mười mấy năm rồi giờ ổng thích màu trắng, ổng mua thùng màu trắng, ổng nói là giờ ổng thích sơn cái màu trắng cho nó sạch sẽ. Mà các bạn biết sơn nhà thì cái phần sơn nhà đó là mình phải nhận cái phần sơn nhà, tại vì ổng không thích mấy cái mùi sơn á, ổng khó chịu á, thành ra sơn nhà đó hồi lúc trước á, cái nhà cũ mình á, là mười mấy năm trước, như cái phòng của con gái mình nè à, là phòng của Lea thì Lea thích màu gì, tại vì phòng của mấy đứa nhỏ thì mấy tụi nhỏ mình cho quyền mấy đứa nhỏ nó thích cái màu mà nó thích, thì nó thích màu xám với màu đỏ tươi, rồi cái mình kêu nếu mà con thích thì mà mần mua sơn, xong rồi hai mẹ con mình phụ nhà sơn, là hồi lúc mười mấy năm trước nha, mình còn 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 khỏe, còn tay chân là lẹ làng chút xíu, rồi cũng trèo leo cầu thang rồi cũng còn khỏe lắm, rồi khi nào mà con gái mình nó đi học gì đó, thì nó phụ mình sơn, khi mà nó không nó rảnh thì nó phụ mình, còn bên kia là phòng của con trai mình kế bên, nhà thì đang dọn dẹp để mà sơn, thành ra nó hơi bề bộn lộn xộn chút xíu nha, các bạn thông cảm nha. Để khi nào mình sơn rồi cái mình làm mình sửa mấy cái chỗ mà cần sửa đó, hai chồng làm xong đó, và hoàn tất xong rồi cái mình quay lại cho các bạn coi nó như thế nào ha. Rồi bây giờ thì mười mấy năm rồi, giờ hai đứa đứa nào cũng dọn ra riêng hết rồi. Ông xã mình ổng chở cái người bạn mà tên Đây Dũng hồi trưa ăn á, ăn xong rồi giờ chở bà chở anh Dũng đi ra ngoài chạm xe luôn hả ba, à, chạy xe rồi ông đi về chạm nhà xe ông ở luôn tôi lui vậy rồi, đó thấy không công rồi giấy tờ rồi rồi suôn sẻ hết hả ba xui hả, xẻ đàng hoàng hết rồi 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 giờ ông hết lo rồi anh ba làm gì cho chở ảnh vậy, ba giúp ảnh làm gì vậy, thì lo giấy tờ đó cho người ta trả tiền đàng hoàng thấy không giấy đó thuế là thuế khai tại vì thuế ông gì đó có nhà hàng đó, cái ông cho mướn mấy người Ấn Độ đó phải không, rồi mấy người Ấn Độ thiếu tiền cũng là mấy năm năm tháng không? Tới đòi tiền làm giấy tờ đàng hoàng hết thì coi như giúp ảnh cho xong. giờ cái tụi nó chịu ký mà cái check 6.000 trước đặt cọc không? Đây. Rồi cái mỗi tháng sau đó thì trả từ từ được tới rồi Rồi hôm mấy ngày trước có ba, mấy ngày trước ba lụm được cái nấm này, nấm gì ba? À, ông xã mình ông dẫn nấm con này chó nè ha, ba dẫn chó gì trong rừng đi bộ cái cái này này nè phơi khô heo nấm này nấm để ăn chiên với trứng gà ha
ngâm vô nước đó cho nó nở ra, cái mình chiên trứng gà nó ngon lắm. Ừ. Hay là mình làm gà gà ruột trắng, à, không? Gà nấu ruột à. Trắng rồi bỏ nấm thì kêu tiếng Pháp tên gì không ba? Nấm này tiếng Pháp là tên là mousson. Nó đẹp lắm mà các bạn, nó vàng vàng lắm mà ha. Gà mình làm thịt thỏ cũng được luôn. Bữa nay cũng thích ăn thỏ lắm. Mùa như thơm. Người Pháp đó. Không, mấy người Việt Nam thì nghe thì sợ cái mấy người mà Việt Nam ở bên Tây á, các bạn người ta cũng ăn bên đây người ta kêu là ben á. Ăn thỏ ăn yên thỏ. Tâm sống bình an. Đấy. Sí. Ba người Tây họ thích mà là làm thỏ mà cái dạng mà thỏ bên đây người ta ăn sọ ngâm dụ, sọ bia, thỏ bia, dụ trắng. Là cái này nè, để làm thỏ dụ đỏ nè. Nấm này nấm đen. Còn cái nấm này nấm gì ba? Nấm đen nó tên là trompette de la mort, trompette đó, cái vụ trompette đó là cái kèn nè, đó, cái kèn để thổi nè. À, cái này mà các bạn phơi khô cái này lúc tươi nó khác các bạn ha, lúc tươi nó nở vô bự lắm. À, cái mình phơi khô mà để được lâu lắm nha các bạn, khi mà bắt các bạn muốn ăn cái bắp bạn ngâm ra thì nó tự tự như nấm mèo hả ba ha, giống nấm mèo đó mình để trong chả giò đúng không, cái này mình xay nhuyễn để cho chả giò nó thơm thơm chả giò lắm. Mấy người Pháp thích ăn cái này không? Hôm ông xã mình đó, trời tốt cái dẫn con chó ở nhà Oli đó, cái vừa đi bộ cái này lụm luôn đem về nhà nhập các bạn cái bình phơi khô để mình khô. Mấy ngày trước cái mình cũng có nấu cháo gà nha các bạn, mình để cái nấm này nè, nấm vàng nè, trời nó thơm thiệt là thơm luôn á, ngon lắm các bạn à. Để ăn dẻo. À, rồi hôm mình có nói các bạn là mình kể một cái chuyện mà hôm mà có hai chồng mình cái ngày mà đi ngày để túi xe cái tháng túi xe mà đi thăm ả đó, mình có thăm mấy người bạn đó, thì có một người bạn mà tên Huệ hả ba ha. Mình nói là cái hoàn cảnh rất là thương tâm, rồi mình sẽ kể sơ về cái người bạn đó cho các bạn nghe nha. Huệ nó chết làm sao ba ha, hôm á lúc mà cả anh Ngữ báo cho ba nghe hay đó nè. Huệ nó chết trong nhà tại ông bị bệnh hay là ông uống rượu ông xỉn cái ông té. Cái ông té cũng chết trong nhà cũng một tháng. Đúng không? Đó trời ơi. Như ngày đó gần Noel đó ba. Hồng cũng 15 ngày trước Noel. 15 ngày trước Noel đó bạn. Rồi các bạn biết sao? Noel đó, biết không? Thì có người ở kế bên nó nghe cái mùi nó thúi quá. Đó. Ở chung cư á các bạn, ông xã mình kể là ở chung cư đó. Người ta báo police trước, được cái báo cái gì đó, tụi trong cứu nữa ha, không? Mấy người mà về bên dê, bên dê là mấy người cứu thương á, cái chỗ mà chữa lửa cứu thương đó, mấy người nó quan trọng lắm. Tới tụi nó tống cửa nhà hết ha, cái nó nghe mùi thúi nó mở cửa sổ tùm lum, thấy ổng còn xương nữa, thấy nằm dưới đất. Kết cuộc là mấy tầng hả ba ha? Gần một tháng. Gần một tháng luôn á các bạn. Nhưng mà cái người tên Huệ này rất là dễ thương nha, hiền lắm nha, hiền lắm. Mà ở bên đây là không có cha mẹ, ở bên Pháp có một mình, có hai anh em mà người anh ở Paris thì chết lâu rồi ba ha. Sớm. Có một mình không thân nhân nha. Không có vợ nè, không có cha mẹ. Nhưng mà ở cái chỗ tỉnh của mình là tỉnh Tạp đó, mấy người Việt Nam á, dù là ở không có quen biết, nhưng mà cái vùng Tạp mình, cái người Việt Nam mình á, khi mà gặp hoạn nạn á, họ giúp đỡ nhau hả bà ha. Không có ở thì dạng Huệ lãnh tiền gì ba, sống gì lãnh tiền giống như tiền bệnh hả bà? Không, người Pháp giúp đỡ thôi, mấy người nghèo đó. Dạng người nghèo đó, thành ra các bạn biết không, chết một tháng vậy đó nha, mà không có gia đình á, thành ra coi như là ông xã mình với một người bạn nữa tên là Tâm, mà cũng là cái người Tâm này là lai Mỹ nha, hả ba ha, lai Mỹ nhưng mà sống bên Pháp, rồi hai rồi. Người mới, mới cùng với nhau, rồi lai Mỹ với lai Tây, mới vô là cái người nhà cho ba hay là anh Ngữ ảnh telephone cho ba ha, rồi ông Ngữ. Ảnh họ nói là báo cho ba biết là quậy chết phải không? Rồi cái ông xã mình ổng mới suy nghĩ, nếu mà chờ ông Ngữ nói nó không có cha mẹ, không có thân nhân rồi giờ sao anh bé, làm sao giờ?
Rồi cái ông xã mình á, mới nói là thôi bây giờ nếu mà vậy thì thôi ông xã mình lần đầu tiên trong đời nha, ông nói thôi bây giờ cũng bạn bè trong biết cái nhau ở trong cái tỉnh này nè, thì thôi bây giờ ảnh đứng ra ảnh kêu cái người bạn tên Tâm á, nói là mà người Tâm nó cũng bạn thân với Huệ Huệ ba ha. Tâm nó cũng thất nghiệp luôn lúc đó. Rồi cái ông xã mình hoàn cảnh tội nghiệp quá, khổ quá. Rồi cái ông xã mình mới nói Nga ơi, Huệ nó bị chết mà bị sình mà ở trong lính đó, bullet nó tầm mở cửa ra mà gần một tháng rồi. Trời ơi thấy tội nghiệp quá. Rồi cái mình nói với ông xã mình thôi nếu mà vậy thì giờ hỏi thử thằng Tâm coi nếu mà Tâm rảnh á, rồi anh Tâm bạn thân của Huệ hả bà ha, rồi hai người cùng với nhau coi như là đi quyên tiền đi. Rồi cái xong cái ông xã mình chứ thằng Tâm, cái thằng Tâm mới nói là đồ hung bé, tự nhiên mình xin để bé nó cãi cái này mình làm có giấy tờ đàng hoàng. Rồi cái ông xã mình mới nói là mình mới nói thôi cãi mình giúp được cái gì vậy, mình giúp tội hết cái người Việt Nam sống trong cái tỉnh này nè, tạp với tỉnh kế bên. Nhưng mà phải nói là cái người Việt Nam mình rất là nhà là tình giúp cảm rồi. Kêu bằng đúng cái gom ngày đó gom tiền cũng đến vừa nghe xong nghe có 4 những người mấy trăm có những người không đủ biết tiền, không biết Huệ luôn á bà ha, có những người không biết Huệ luôn rồi cái em ông xã mình tới, cái ông xã mình cũng trình bày, tại vì hai người mà lớp ông xã mình trình bày hoàn cảnh của Huệ vậy đó. Rồi cái Tâm nữa, rồi cái nói cái người ta sẵn lòng liền, phải nói là cái người Việt Nam mình rất là tốt bụng và cái nhất là thương người, dù ở bất cứ nước nào mà nhất mà bên Pháp này nha, có nhiều khi đó, ha là Việt Nam không có lo làm ăn, nhiều khi không có thân với nhau nữa ba ha, ra chỉ gặp nhau chào hỏi thôi, nhưng mà khi mình nghe hoàn cảnh là họ sẵn lòng ha kêu bằng giúp đỡ tận tình luôn á. Cái ông xã mình với anh Tâm đi quyên tiền kết cuộc được nhiêu ba, 4.400 euro, 4.400 euro là những người ở tạp đó, đúng cái số tiền để mua cái hòm ha, như mua đất để chôn, mua đất 30 năm rồi, 30 năm mới vô á, lần đầu tiên mình xin thì được có 2.000 mấy ha ba ha. Rồi cái ông xã gì cái mình nói với ông xã, trời ơi lúc trước cái đám ma của chị Bình á, em nhớ ha, quả đứng kế bên nó nói trời ơi anh Bình chôn chị Bình nó là tốt lắm á, trời ơi, em nghe mấy người chết á mà thiêu quá, tự nhiên nó chết rồi mà nghe thiêu á thấy nó nóng nảy sợ quá chị nha. Rồi cái mình cũng nói với ông xã mình nói là lúc trước ông Huệ nó cũng như đám ma chị Bình, nó đứng kế bên nghe nó nói cái vụ mà có chết thì đừng có thiêu thấy sợ quá. Rồi cái mình nói ông xã nếu mà 2.000 mấy mà không có đủ cho tiền chôn hả ba ha, nếu mà chôn mắc hơn thiêu thì đủ ha. Chỉ nói thôi giờ ba gán xin coi kiếm nha, cái ông xã mình với Tâm nói bây giờ xin hết ở ở ở tạp rồi, nếu mà không đủ tiền cái ông xã mình qua đâu, qua mình ở chỗ nhà qua cái tỉnh kế bên ở bồ cũng không dạ, hoàn toàn nhà, không hoàn toàn là không biết Huệ luôn đó, mà nghe hoàn cảnh bỏ ra gì nhà hàng gì qua ở nhà hàng gì qua nhà ở bồ ba, thì nhà hàng Việt Nam ở bồ cho bao nhiêu tiền ba giúp á, cho 800 euro 800 euro mà hôm qua còn nói phải nói là nói gì khi nào thiếu hả anh bè hả, nếu mà thật sự mà như thiếu á cái cần thì nói em giúp thêm. Rồi có cái người mình không dám hỏi tìm rồi, tại mình vừa đủ rồi không đủ vừa đủ nhiều rồi quá rồi có một cái người có bà bác ha lãnh tiền già nha bà ha, không có tiền ha, tiền già thôi đó, bà tặng 300 euro rồi tặng 300 euro luôn mà cũng đâu có biết Huệ hả bà ha. Rồi nói là nói liền phải nói là cái người Việt Nam mình rất là nhân đạo, phải nói là có tình thương tình cảm bao la luôn, biết là gom được 1.100 euro rồi. Giờ cái lúc về về đây rồi đó, nghe tin tức nói có mấy người ở xa nữa không tặng 500 hay là 400 thêm nữa. Ôi cái mình mà lúc mà ông xã mình đi nha, mình cũng nói không, mình cũng có cái ta mà cũng trời có mưa gió rồi nha, phải nói mà mình lúc mình nói đi với ông bè cho anh bè mình đi với anh Tâm á, trước khi ra cửa mình cũng nói hả mong là Huệ đó nó Huệ đó là linh thiêng phù hộ cho anh với Tâm đi xin người này xin người kia người ta suôn sẻ đó, đủ số tiền mà miễn sao là chôn nó cái đừng có thiêu, tại lúc trước nó nói sợ thiêu đó. Vậy mà cũng đi thực sự mới vô ha, không có nghĩ được cái số mà tiền nó sợ mà. Thiêu mà cái ngày nó chôn nó cũng lạnh nha,
Quy. Mưa gió. À, còn có ở đây hai có anh Bình nè, hai cũng bán rồi. tiệm nè, rồi gia đình của Ngữ. anh Ngữ nha, gia chồng Đấy. Ngữ cũng nhà hàng Cũng nè, đi ngang rồi gia đình của nhà hàng An Nam có không ba? Không, không, Không người có ta đang hả? làm, người ta làm rồi. Vợ Cái gia chồng đình của nó người anh làm rồi. Dũng Ta Ba. Không làm luôn, người ta làm. Dũng Ta Ba có Mới làm, người ta làm mới. Mà ai cũng chia buồn hết, ai cũng đóng tiền hết. Vì đó Đỡ, thì đó nghe nói mấy hết người cả mà đời. đóng tiền đó. Vì rồi Đóng vợ tiền. chồng của Hoàng, hai Hoàng, Hoàng Hoàng gì, Hoàng Nguyên hả? Vì bạn bè đó, rồi có cái chị vợ chồng chị ở chị Cai ở dưới Luộc luôn hả bà Hai, người ta nghe cũng như không thân, chỉ có biết thôi đó, nghe hoàn cảnh đó. Rồi vợ chồng của Quốc gì, sang Đức Sang Đức nè, vợ sang chồng nữa của anh Thanh, rồi vợ chồng anh Khanh chị Vân nè, mà như đám ma mà trời mưa lúc có tầm tã hả ba ha, rất là tầm tã lớn lắm nha các bạn. Mà mình nghe mấy người lớn tuổi nói, nếu mà đám ma đưa mà trời mưa lớn thì tốt, mà đi ha, phải nói là con người sống thì cô độc một mình vậy, nhưng mà chết rất là ấm áp. Bạn bè hả, rồi những người Việt Nam trong cái dùng tạp này hả, đóng tiền rồi đến ngày mình đưa tiễn hả, rất là đầy đủ hả ba ha. Mưa tầm tã mà những người Việt Nam họ vẫn đi đầy đủ rồi tiễn vậy. Mà hay cái là cái chị Tâm ha, ở đây mà kiếm kiếm ông cha thì dễ vậy các bạn, mà kiếm thầy Kiếm chùa thầy, đó, thầy kiếm thầy chùa mà thầy ấy, tụng rất là thầy khó chùa nha. Rồi chị Tâm rồi vừa nghe xong, chị Tâm đi kiếm liền, chị Tâm liên hệ vô rồi thầy chùa, mà rồi gặp thầy người thầy chùa chùa cũng rất là tốt các bạn ha. ừ không Trời không không biết tiền ơi, tại xe vì tiền nghe nào hết nghe có hoàn cảnh mà ở vậy đây tụi này cũng cũng đưa đưa thầy chùa mấy trăm ô về với để bao tiền xe, tiền tiền xe đủ đó ông không muốn lấy với tiền mà ở bắt buộc trên phải đồ ông lấy hotel đúng không, ấy tiền chỗ hotel ấy nợ. Rồi gặp thầy đưa chùa nghe tiền hoàn cảnh ta cảm động luôn, cho nó trời ôi ơi cái thấy gì tội mà nghiệp khổ quá dữ vậy, mà bạn bè quá tốt luôn, cái người Việt Nam tốt quá. Cái ông thầy chùa cũng nói thôi ơi, tôi tụng giùm thôi, cái không cần cái tiền đâu, mà kết cục ở ở ở chỗ mấy người Việt Nam nó không được, thầy cực khổ rồi, kết ai cũng cục đóng tiền rồi cái đồ rồi đóng tiền tiền, tiền có cái tiền tiền đúng sẵn rồi cái tiền sẵn rồi, rồi rồi thầy ăn tiền rẻ vậy là kiểu như là thầy quá tốt rồi, cũng như phải lấy tiền xe cộ rồi đó. Rồi các bạn biết không, tụng kinh đúng lễ nghĩa của người đạo Phật mình nha. giờ Phật lấy Rồi hình hình của Huệ đem vô rồi cái chùa còn lấy hình của Huệ, ông thầy chùa ông nói là đừng có lo, tôi sẽ cúng từ lúc mà mất cho đến bảy thất cho cái người này hả bà ha, rồi để trong chùa luôn, để nghe kinh hàng ngày. Phải nói là Huệ chết đó thì thương tâm, rất là thương tâm, nhưng mà cái đám ma đó là bạn bè những người đưa tiễn đó, những người Việt Nam có tấm lòng tình cảm dạt dào á, thương Huệ đó, cũng đo cũng mỗi người một 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 một, một bàn tay, rồi giúp đỡ đám ma coi như là tốt đẹp hả bà ha, đầy đủ hết. Mưa tầm tã mà vẫn có người đưa tiễn Đám đàng ma mà hoàng. nghèo nhất đó Phải nói là không ngờ luôn á, lúc mà nghe ông xã mình nói là đủ số tiền rồi, mà các bạn biết làm sao không, chôn ở đó được 30 năm mà làm mã luôn nha các bạn, làm bia làm mã luôn, Làm mã này làm mã cứ bình thường thôi, không mà chưa bình chưa làm thường đẹp luôn, nhưng mà nữa. cái cũng nhờ cái người Bây Tâm giờ á, số người bạn á, Tâm ha, thiếu thiếu cái số số, số tiền để làm cái mã đẹp hơn mà đúng đẹp nhưng không? mà cũng phải nói là quá hay rồi. Bia Cũng được. bia như có hình luôn á bà ha. Vì Tâm á, Tâm làm á, Tâm làm cho Huệ đó. Rồi lúc đó hả, lúc mình nghe xong á hả, mình với mẹ nó trò đúng là lúc đó cũng trẻ, Ngoài Huệ cũng chết có phước ha, năm năm hai chục ngàn tuổi hai trăm mười sáu chết 2516 rồi thì mà đúng cũng còn rồi, trẻ nha, chưa 50 tuổi mà chưa 50 tuổi mà ha, rồi coi như rồi không có bệnh hoạn gì các năm mười bạn, chỉ có một sáu cái là ở độc thân một mình ở nhà cái buồn quá, rồi uống rượu đó, rồi có thể là bị té hay nhọ nhưng mà không có kêu được á. Thành ra mình cũng từ cái chuyện mà mình nghe kể vậy đó, là nếu mà những người mà ở một mình á thì cũng nên để điện thoại lúc nào cũng túc trực bên đó bà ha, nhiều khi té hay là có chuyện gì xảy ra đó mình có điện thoại mình gọi. Phải nói là mình nghe ông xã mình nói là chết đúng một tháng ha bà ha, là mình không thấy mà mình thấy sợ Ông ha, sinh năm mấy tuổi chứ ha? Năm mấy đúng tuổi? vậy, tuổi chân chó lớn mà ba, Ông sinh tuổi năm chân 58 mà. Năm vì năm bằng năm tuổi 58 thằng hai. Thắng đó Đúng quê. rồi. Rồi ở chờ chôn rồi thầy thầy chùa còn khen nó ha, khen cho mấy người Việt Nam thì tốt quá, không có phải bà con dòng họ mà phải lo từ A đến Z cái này kia.
Đó, mình thấy xong rồi lúc mà đưa đám lúc mà chôn quệ cái năm đó xong là mỗi một năm mà nếu mà vào cái tháng mà lễ bên đây chú sen hả ba hả là lễ thăm Xe ơi, rồi giống như lễ thăm minh bên Việt Nam mình đó các thì đó bạn mấy ngày chú mình tới mình tâm ơi, nở đó là tâm không có gì nở hết cái vậy. tháng trong vòng tháng đó cái rảnh ngày nào mà chợ tốt á, là hai chồng mình đi thăm hai người bạn một chị bạn thân ở phía trên rồi đến quệ rồi đến ông cái bà đỡ đầu của con gái mình á rồi khi nào mà mình có thời gian nữa mình sẽ Vì má kể của Tâm luôn. vì má của Tâm à má của Tâm đó là cái người mà giúp cái vụ mà xây mã cho Huệ đó là má của Tâm á là đạo chúa mà hôm ông xã mình á, cũng giếng cái mã đó là má của má Tâm ha rồi ở cho mỗi đó kể cái vụ mà của chị Bình đó là anh Bình với chị Bình là bạn của bà ha cũng Rồi, mấy mấy rồi, bao nhiêu năm rồi ba rồi. cũng lâu quá ba ha Cũng trên 30 năm ba chục rồi. năm rồi anh Bình thì hình như quê ở Bạc Liêu hả Ngoài rồi chị Bình thì như Biên Hòa ba Biên hả Hòa rồi rồi cái chị Bình nó chỉ nói ủa tôi lúc mà mình qua đó là ông xã chị vợ chồng anh Bình bên chị cũng tên Nga mình tên thì Trần Thị Thu Nga rồi chị tên là Trương hả ba Trương Thị Thu Trường Nga rồi. vì cái chị ghé nhà chị nói là tôi nghe là anh bé cưới vợ Việt Nam đem qua mà nghe nói cũng tên Nga trùng tên với tôi tới tôi sẵn tôi hai chồng tôi thăm em bé với gặp Nga nói chuyện để cho quen biết chứ đó nhưng mà phải nói là hai vợ chồng chỉ mình qua đây mình gặp chỉ coi giống như người chị tinh thần rồi đó tại vì mình qua đây có nhiều cái mình không biết này kia chỉ qua lâu chị cũng chỉ những cái hay rồi cho mình hiểu biết rồi chỉ dẫn mình đi chợ chợ chơi ở ở tạp rồi mua cái gì rẻ rẻ chị mỗi lần chị mua cái gì rẻ là chị báo mình thôi ba ha rồi nó nghe tôi thấy cái nó rẻ đó nghe kia em bé chở đi này kia kia rồi chị cũng dạy mình đồ nấu đồ ăn mình lúc trước qua là mình nấu đồ ăn tệ lắm nha tại ở bên Việt Nam đó là mình chỉ có đi làm xong hai anh em mình đưa tiền cho má mình cơm nước thì má mình lo thành ra nấu ăn rất là dở qua bên đây thì quen biết chị chứ cũng dạy nhiều cũng món ngon lắm nhưng mà chỉ tới mỗi một năm hả ba ha từ lúc mình qua đây đó là năm 98 là cuối năm đó là mình chỉ cho tổ chức Noel không ba hình chỉ có kêu mình nấu rồi chưa cũng lâu Mà lắm tổ ha chức nồi nuôi nhà sao rồi má mình rồi đúng không? thờ 98. sao lúc mà má mình mất á ha má Rồi má mình mất sao năm thì lúc sau mà má chồng mình còn sống á, thì năm nào á, là gia đình mình cũng phải về ăn Noel với má chồng mình rồi sau thì má chồng mình mất cái chị mới nói là thôi em bé không có gì thăm má em bé nữa thì thôi giờ mình hai gia đình mình tổ chức đi khi mỗi ngày đến ngày 23 hả ba 23 hai mấy 23 chỉ kêu mình qua lấy đồ hả mỗi mùa đến cái tháng 12 mình đến ngày 23 đó là chị lấy đồ hết chị nói là năm nay Nga tính ăn cái gì không rồi cái gia đình chị tính ăn gì xong rồi chị lấy đồ hết là chị gọi điện thoại cho ông xã mình nói là em bé ơi tôi lấy đồ ra hết rồi anh có rảnh thì qua lấy đi để ngày 24 mình làm đồ ăn chung với gia đình hả bà ha rồi cái hôm có cái năm đó là 2011 chị mất hình như 2011 rồi cái chị cũng nói hai ngày trước hả ba hai ngày trước cái chị gọi là anh bé ơi tôi lấy Không, đồ bà bị té mà 2010, cuối năm 2010 thì thì gần bắt bước qua bắt đó là 2011, vì tại 3 chị tháng nằm sau bệnh bị chết viện đó chị nằm bệnh đấy, viện mấy tháng trời đó 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 mình thương chị lắm đó nha mình coi như giống người chị tinh thần của mình đó rồi rồi cũng chuyện buồn vui rồi chị cũng kể mình nghe mình cũng kể cho chị nghe rồi mà cái người rất là thảo ăn hả ba ha rất là rộng rãi nha vui vẻ rồi, cái lúc mà chị làm sanh tiền mà hai vợ chồng chỉ làm rồi có rộng tiền rãi lắm cũng là rồi rộng hiền rãi cũng giúp lắm đỡ nhiều người lắm nha các bạn rất rồi là tốt tánh bụng vui vẻ cười vì hoài mà vui vẻ lắm rồi xong rồi cái không có giận ai hết đến ngày 23 cái 22 23 chị gậy chị dặn mình ha chị rồi nói là nhớ là chiều chiều 23 tới lấy đồ nha em be cái hai chồng mình mới chờ hoài chờ như hết hết ngày 23 ba ha cái mình mới nói có khi nào mà chị bận quá không em be chị lấy đồ ra mà chị chưa kêu mình không rồi cái sao không nghe cái đến sáng 24 be nó thôi để nhiều khi chị buôn bán rồi bận rộn lắm để 24 đến sáng 24 đến trưa 24 là mình sẽ sợ rồi đó mình nói mẹ ơi rồi tại vì tối 24 mình ăn vô em cái gì chắc có chuyện gì đó kêu ông xã mình Lúc đó ông telephone hoàng Bình được hả telephone không? Ông Bình telephone à lúc nữa. ảnh báo hả rồi Ông đến báo. đúng buổi trưa hả ba trưa Lúc đó 24 phải hả
phải chạy về tôi đuôi chứ nhớ không à, rồi cái em Bình ảnh báo liền nói rồi anh xong Bé ơi, nó về nhà để mình giữ ông ăn 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 cơm với mình luôn. Nói em Bé ơi, vợ tôi bị đột quỵ rồi, vô Obitan rồi em Bé ơi. Rồi cái xong cái ảnh gì ảnh thức sắc liền hả bà ha, đột ngột vậy đó các bạn. Tuyết dốc dữ luôn mà. Mấy ngày chứ bình thường nha, tại vì chị còn dặn, chị còn dặn mình ngày hôm ngày trước chị nói nhớ nha nghe, nghe nói em Bé nha, tôi đem theo đồ vậy kia nha, đủ hết tôi lấy ra nha, nhớ lại lấy đồ ăn nha, làm cái này làm kia đó. Mà mỗi một năm là ngày Noel với ngày Tết Tây đó là gia đình mình ăn chung với gia đình chị, ăn chung nhau. Ăn chung nhau. Như vậy, anh chị nấu đồ ăn rất là ngon nha các bạn. Đó rồi cái lúc mà chị mất rồi đó thì mỗi mỗi một lần á chị mất trước rồi Huệ ha bà ha. Rồi. Cũng trong nghĩa địa đó, đó lúc mà mình kể cho bác bạn nghe là 5 năm đó, năm năm hai chị Bình á làm Huệ lúc đó đi năm ba cái Huệ đứng sau lưng mình thì mình nghe Huệ nói là vậy đó, nói là trời ơi, em mà có chết em sợ thiêu lắm á, tự nhiên chết đã buồn rồi mà còn bị thiêu nữa. Đó thì mình kể ông xã mình. Thành ra mỗi một năm là vợ chồng mình tới thăm nó với thăm mã của ba Bi. Ba Bi là ba đỡ đầu, ba đỡ đầu của Lea thì mình gặp một cái hoàn cảnh là lúc đó hình như Nga bị Nga có bầu của ba ha, có bầu 4 tháng ha. Rồi cái mình lên nhà thờ của ba đi với má chồng mình, hôm má chồng mình đi xuống đây nè. Má chồng mình đi xuống cái đây cái má chồng mình nói hả là tao muốn đi nhà thờ Bé ơi. Cái ông xã mình cũng nói có cái nhà thờ đẹp lắm, nhà thờ đẹp lắm ba ha. Rồi cái ông xã mình nói thôi vậy mà dẫn dẫn máy đi lên chảnh cho biết. Rồi cái lúc đó là mình có bầu thằng con lớn hình như là đang cái tốt lúc đó 7-8 tuổi hả ba ha. Rồi cái đi với má chồng mình, cái ông xã mình dẫn lên lên nhà thờ đó. Rồi cái lúc làm lễ đó, mình có bầu thì mình hay bị mắc tiểu các bạn. Rồi cái mình mới đi thì mình mới qua. Rồi mình cũng không rành tiếng Pháp mà nhà thờ thì to bự quá, mình không có biết chỗ á. Ông xã mình sợ lạc mới nói là thằng con lớn hả ba ha, sang cái tốt nói là thôi để nó đi với mà măng, để nó chỉ mà măng chỗ rồi đi. Rồi cái mình đi vô trong cái phòng đó, vô tình hai mẹ con mình, tại cái phòng toilet đó là chỉ có đàn bà vô thôi, mấy người phụ nữ vô thôi. Rồi cái mình mới dắt thằng thằng lớn nó tính chạy vô mình, cái mình kêu nó là mình ra dấu nó là đứng ở ngoài đi, cái mình đi vô, mình đi vô thì vô tình cái người phụ người mà, cái gì vợ của Bobby Rock á, bà tên Jacqueline, Jacqueline bà đầm bà ra. Tự nhiên bà thấy cái mình nói cái tiếng gì mà bà không hiểu mà mình nói với thằng con trai lớn mình á, cái bà đứng mà nghe chăm chú luôn. Là mình kêu thằng con vấn là con đứng đây chờ mà măng lắc măng ra nha, không có vô đây được nha. Rồi xong cái bà mới nói, lúc mà mình đi vô thì bà nói chuyện với thằng con trai lớn mình, bà hỏi cái gì đó, cái tự nhiên mình ra, cái mình cũng thấy bà đứng ngay cái chỗ cái trước cái phòng toilet á, cái thằng con lớn mình nó mới giật, nó nói là cái bà Tây này á, bà hỏi mà măng đó là nói tiếng gì nói gì mà bà không hiểu. Xong rồi cái bắt đầu cái mình đi ra, cái mình cũng chào bà lịch sự, tại cái bên đây Pháp là lạ quen gì ra là gặp cái là chào hỏi thân mật lắm. Xong cái mình đi ra, cái mình mới nói với thằng con lớn mình, nó nói với bà là mà măng hồng qua không có hiểu tiếng Pháp nhiều, không biết nói, thành ra muốn muốn nói chuyện, muốn hỏi cái gì á thì ba ngoài kia kìa. Rồi cái bà ra, cái lúc mà mình đứng đó cái bà ra, bà kể cho chồng bà là ba bi gọt hả ba ha. Vì mà ba bi gọt đó là ngày xưa sao mà biết ở bên tiếng ở bên Việt Nam vậy ba? Sao? Ba bi gọt ngày xưa ổng là ổng có đi qua bên Việt Nam mà sao mà ổng thích người Việt Nam đó. Thì ổng đi lính ở bên Việt Nam đúng không? Ổng cũng đi lính đó ba ha, rồi lính lính Pháp mà cái trời ơi. Rồi hình như miệt quê, thành ra ổng nghe vợ ổng nói gì có cái người phụ nữ mà nói cái tiếng Việt Nam vậy đó. Rồi cái hai chồng không có làm lễ rồi nha các bạn, mà hai chồng không gì à. Đứng ở trước cổng hả ba ha. Đứng dưới cổng chờ mình ra. Mà lúc đó là ông xã mình ổng lo cho má chồng mình, ổng chưa có biết là mình gặp cái người hai vợ chồng người Tây đó. Cái xong cái mình với thằng con mình ra xong cái ổng mới nói, ổng mới đếm 1 2 3 4 5 tự nhiên gặp mình ổng nói mấy cái chữ Việt Nam, cái ổng mới chỉ mình, ổng mới hỏi mày là người Việt Nam nghe hả, cái mình nói cái mình gật gật đầu. Xong rồi ổng nói nhiều quá cái mình mới chỉ là
đó, lúc đó mình chỉ ông xã mình, theo ông xã mình qua, cái bắt đầu là làm quen luôn. Ông nói là ông có thời gian ở bên Việt Nam á, ông gặp mình giống như ông nhớ lại cái thời gian mà ông qua bên Việt Nam, cái người phụ nữ Việt Nam, tại vì mình qua bên đây là mình rất là bên bình dân, mình đi qua bên đây mà má chồng mình nói hả, trời ơi con qua bên Tây mà con sền sàng, mình là cái tấm mình vậy đó, rất là bình dân bình dị. Rồi thành ra ông nhìn vô cái ông nhìn thấy ông nhớ lại mấy người phụ nữ mà ở dưới quê mà bình dị bình dân rồi đó các bạn. Rồi cái ông có cảm tình luôn, cái ông kết bạn hả bà ha. Rồi giờ chợ vợ chồng của Barbie mời gì, gia đình mình tới ăn uống, rồi bắt đầu quen quen cái làm ông bà vợ chồng nó mới nói, nếu mà mày đẻ với con gái đầu lòng của mày đó mà muốn làm ba ren hả bà hả, thì mày lên tiếng là hai vợ chồng tao nhận liền. Rồi bắt đầu từ đó là mình đẻ ra con gái lớn mình đó, là hai chồng nhận làm ba ren đó. Họ cũng là mà đồ ăn, bởi vì người Tây họ làm đồ ăn ngon hả ba ha. Người vợ làm rất là ngon mà hai chồng cũng hiền lắm. Cái quen thân rồi, quen thân mấy luôn. Năm sau cái ông mới chết luôn. Mới chết. Đó. Đó thành ra mình kể là cái ngày đó mình đi thăm ba người mà bạn, mỗi một năm là ông xã mình với mình đi đó, đi gì tới coi như là thăm mấy người bạn mà cũng thời sống đó là tình cảm người thì cũng như là giống người trong family đó. Rồi. Là mình cho các bạn biết vậy ha. Thôi coi như đến đây rồi, hai vợ chồng mình là tạm biệt các bạn nha. Đến đây ha, đúng giờ rồi, hơi tối rồi các bạn. Bây giờ tụi mình cũng chuẩn bị đi ăn cơm chiều đó. Rồi hai vợ chồng mình là xin chào cô dì chú bác anh chị em và các bạn. Chúc cô dì chú bác anh chị em và các bạn một ngày bình an, hạnh phúc và may mắn ha. Rồi, rồi. Chào, bye bye. Bye bye. Bisu.